thì bao tiền? Thêm nhiều cây mới quá. Lấy nói thách thì 300 bán 200 cây. Bảo ra nói thách luôn. Bán hàng dày. Đấy. Đấy. Báo giá cả nói thách luôn, nếu mà trả được giá nói thách thì trả. Cây này có cây chắc mới này. Đấy, mua cây 200, cây ổi đây. Cây chắc như cây như Phật Bà. Ừ. Những cái cây chỉ dành cho những người biết chơi. Như Phật Bà con đơm. Đấy, giờ chơi mấy cái giống chắc này mới gọi là chắc. Nó có thân, có lũa này. Đấy, chắc. Chắc này đang bảo bao nhiêu cô nhỉ? Cái chắc ấy. Hai đồng à? Hai đồng. Đây, cái xanh bé tí mà hay nhỉ? Vẽ dễ không nhỉ? Đây là cái gì đấy? Vượt quế đấy. Hai đồng. Cái xanh này bao nhiêu cô? Đây này, bệ rêu rêu này này. Bệ rêu rêu này á? Vâng. 700. Cái này cặp thông này thì bao nhiêu? Cặp thông này. Hả? Cặp thông này. Cặp thông này 700. 700 cả đôi. Ai chẳng muốn thế. Còn ai chẳng muốn thế. Cháu thế. Cháu không có tiền thì cháu phải quay đi xem. Cháu không có tiền cho quất cây nguyệt quế với cây kim quýt kìa. Cây hàng già hàng tiền thì nó sẽ sao được. Nay có thêm nhiều cây hay đấy. À đây cây ngũ gia bì là tím đây gì? Ai đấy nhỉ? Cái này bán tiền. Cái này bán tiền cô? 600 này ngũ gia bì là tím là lạ lắm. Hàng độc đấy. Hàng này độc đấy. Gốc bệ. Gốc bệ này. Thế bảo nó bé quá giờ mới nhìn thấy. Đấy, cái ngũ gia bì màu tím. Hay lắm. Nhìn thích luôn đấy. Mỗi tội nghèo. Quay về xem thôi. Đây này, con này cũng hay này. Cô ơi, cái cây xanh này bao nhiêu? 1 triệu à? Được cái nhỉ? Này tí khối ông ra lấy. Hợp lý mà, cây giả này. Cây này 1 triệu này con. Cây á, cây không tính tiền. Đấy, cây giả. Đây này, ký cây rồi. Vướng quá thì cứ bị dùng. Đấy.
đẹp chưa? Thêm nhiều cây hay quá. Và quay cái sân núi này, hướng không vào rồi, nhiều cây quá. Ơi, cây này chắc rẻ hơn đúng không? Cây ôm đá này, cây vừa phải. Đây 1 triệu cũng. Anh cây nào còn đủ đồng triệu? Cây nó có đẹp của cái cây anh ấy, cây đá đi qua thẳng theo quấn đấy. Làm gì có thân nào đâu. Anh muốn mua cái đá chỉ có 300, muốn lấy không? Đâu? Đang bảo cây ôm đá kia, chị ạ. Kìa, ở đấy cây kia, cây ôm đá kia. Anh mua cây đá không?